个超级加倍，不如便被他以外，金兔子送了个外卖，三个就反正不贵，就刚才遇了个狼狗，变了个机甲不坏，被一枪毙的嘴硬说机甲狼玩心无愧。Yes sir, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình Production. Thì hôm nay được cái là về sớm anh em ạ, đi làm về sớm. Nói chung là mưa gió nhưng mà nó hơi ít đơn nên là cũng là một cái may mắn. Mưa gió mà nhiều đơn đúng chạy không biết lúc nào về luôn. Ok anh em, thì mình sẽ làm theo yêu cầu của một số anh em, bởi vì mình thấy khá là ngại vì nhiều anh em yêu cầu mình reaction ấy nhưng mà mình chưa thể làm được. Đấy, nên là hôm nay sẽ quyết định là làm tầm bao nhiêu nhỉ? Tầm 3 video đi, 3 video theo yêu cầu. Đấy, thì mình sẽ ngồi xem. Còn nếu những bạn nào này, rất rất nhiều bạn yêu cầu nhưng mà nó sẽ bị trôi cái bình luận đấy, mình lướt mình không thể tìm thấy được, nên là anh em thông cảm nhá. Ok, bài đầu tiên chúng ta sẽ nghe bài Biết Đâu Mà Lần Fit Raw, bài này của Tech. Tết ấy. Đấy, thật ra thì Tết thì để mà nói là từ những cái bài của Tết mà mình thấy hay nhất thì chắc cái bài lớp 13. Đấy, từ khi tao bước vào lớp 13 đấy, đấy, kiểu đấy, 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 là chắc là cái bài mình thấy hay nhất. Còn những cái bài mà kể cả Tết thi rap Việt hay là gì nhỉ, ra những sản phẩm sau khi thi thì nói thật đối với mình thì mình cảm thấy nó bình thường, nó không gây quá nhiều ấn tượng. Nhưng mà ok, đây là sản phẩm mới nhất của Tech thì sẽ xem sự trở lại nó như thế nào anh em nhá. Ok, let's go, nghe thôi. Sống chẳng giống ai, nhạc nghe thì chối cứ kệ thôi. First things first, your boys can never take my pride. Cao ngạo, tham vọng càng dạ, biết chẳng cần là la đà. Sự bình yên từ tình yêu, giữ ta là nên chắc, giữ ta an toàn. Cơ hội ta được ban tặng lấy lâm bản ạ, hoài bão luôn đắt trên các bà gà. Pack hai nhét dầu, vào trong hệ phòng, và ta lưa đi quay thủ đầu. Let's roll, let's roll. Chest all the way, powder. Chỉ lớn gấp nhau là giờ một tay cặp câu trả. Disrespectful clones, lạ trước quen sau, ta đã bước qua nhanh từ lâu. Không từ nước bọt để mà suốt cả ngày đi cướp lại hay được. Nếu đây là mơ ước của mày then go for it. Biết sao cho vừa, người ta cứ nói. Biết sao cho vừa, người ta cứ nói. Sống sao cho vừa. Vẫn đang đứng thẳng sóng ra, dẫu là có bị cấm cản dẫm đạp thì tao vẫn đang sẵn sàng quyết tâm leo từng nấc thang, tiếp tục từng cái diễn biến hỗn loạn. Mọi thứ vẫn đang tạm sao thất bại, tâm can bắt buộc phải là bất khả xâm phạm. Một ngọn lửa không tàn trong võng mạc, và cuộc sống đôi như tràng ngốc, và con ngỗ vàng nên là bitch phải tự chọn lựa thời các tỏa sáng. Qua nhiều đêm đen và tay vắt căng tràn, có những thằng phải theo thời gian mới phát hiện hai mặt khi át chủ bài lật là quanh mắt trong tàm. Đừng để bất kỳ ai dập tắt được khát vọng, gieo rắc cơn ác mộng và không để bản thân mất kiểm soát. Và phát trở thành hình mẫu tâm đắc với nhiều người sẽ không tránh khỏi việc làm cho cười trong mắt kẻ khác. Just do it, actions prove absolutely. Ai đừng ngồi đếm ngày tháng trôi qua đấy, make the days count, sắc mà hàm này đã lấy. Lust, greed, back to keeping mass peace. Ai làm mọi điều mà bản thân cho là giá trị, làm từng ngày là hẳn từng ngày mà kệ người ta. Ngày qua ngày ta bỗng dưng xa lạ, chỉ riêng mình ta sống sao cho vừa lòng ta. Chỉ ta, chỉ riêng mình ta bỗng dưng xa lạ, ngày qua ngày ta sống sao cho vừa lòng ta. Chỉ ta và ta. Nói thiên hạ nói chi mặc kệ, nói chi mặc kệ. Cứ bỏ ngoài tai, nói thiên hạ biết đâu
còn không ta? Còn chắc là hết rồi anh em ạ. Cái điều đầu tiên mà mình muốn nói đến bây ngay chính lúc này ấy, mình suy nghĩ lóe trong đầu luôn là mình khá bất ngờ về Tech. Khá bất ngờ về Tech đã có một sự trưởng thành nhất định. Nên mình nói thật đấy là mình thấy từ cái lúc mà chắc mình nghe Tech là beef với ICD đúng không? Thì thật ra để mà nói đít ấy, thì với mình ICD luôn là một cái gì đấy quá nặng ký về chuyên môn đít, mình nói thật. Còn nói chung là chỉ nghe đến cái bài mà bài gì nhỉ, bài gọi là sát đao tách luôn là cái bài gì nhỉ, bài gì mà có 3 vớt nhỉ, mình quên mất. Thì ok, bỏ qua vấn đề đấy đi, thì sau cái lúc đấy đến bây giờ mình xem lại sản phẩm của Tech thì mình cảm thấy là phải công nhận là đã có sự trưởng thành, đã có sự trưởng thành. Tất nhiên là cái phần rap của Tech trong cái bài này ấy, thì với mình vẫn là bình thường, nó không phải là quá cái gì đặc biệt đâu, vẫn cái flow đấy. Yes, vẫn nói chung là cái cách đi flow của Tech hay tất cả các sản phẩm của Tech thì mình chỉ thích mỗi cái bài lớp 13 thôi, thật thích mỗi bài đấy thôi. Còn để nói tất cả bài, kể cả bài này mình cũng bảo như thôi, nhưng bài này nó được một cái, nó setup với là một vocal về rock. Yes, một người hát rock mà nó cực kỳ hợp luôn, nó cực kỳ hợp. Còn nội dung bài này thì ok, vừa một phần là nói về hater, một phần là nói giống như kiểu là tao sống cho bản thân tao, tao đi con đường của tao mặc kệ người ta nói, kiểu mặc kệ người đời nói đấy, kiểu đấy thì chắc anh em nghe nội dung thì anh em cũng thấy đúng không? Yes. Đấy. Và cái thứ ba nữa là MV rất rất chịu khó đầu tư. Khá là đầu tư đấy anh em. Yes. Nhưng mà có một vấn đề ở đây là mình sẽ không biết là Tech sẽ luôn đi theo cái lối này không. Mình nói thật. Bởi vì nói thật với anh em nhá. Nói thật với anh em nhé, để đi theo cái lối này mà thành công ấy thì phải tạo được một cú hích thật lớn. Cú hích ở đây là thế nào? Là phải tạo ra bài hit anh em ạ. Bài này để nói mà hit thì đối với mình nó hơi khó. Bởi vì anh em bây giờ phải biết những cái bài hit ấy, đặc biệt là US UK, yes, rap mà ok vẫn quay MV những thể loại này, nhưng mà cách rap, cách giai điệu hay tất cả mọi thứ của họ nó rất rất là catchy và bắt tai. Thì anh em cứ hiểu là tại sao chúng ta nghe không hiểu nhưng mà chúng ta vẫn thích nghe và thấy nó hay, đúng không anh em? Đấy, vấn đề là như thế. Thì bây giờ các rapper hay bất kỳ một ca sĩ nào muốn nổi tiếng phải có một cú hích, có một bài gọi là cái gọi là hot ấy, cái bài siêu hot ấy. Nhưng mà mình nghĩ là Tech ok thì với riêng sản phẩm này thì mình cảm thấy rất ok, nó kết hợp với nhau rất hòa quyện từ phần rap, phần hát đấy, đến setup, xem MV, video. Nhưng mà để nói là các bạn không xem video mà các bạn chỉ nghe rap không, cái bài này ấy, thì nói thật với anh em thì anh em chắc chỉ nghe được 1 đến 2 lần thôi, sẽ không bao giờ nghe được nhiều đâu. Mình nói thật, bởi vì cách đi flow của đấy, cái cách đi flow của Tech nó sẽ hơi khó chịu một chút. Bởi vì kiểu nó gắt gắt đấy, nó gắt gắt nhưng mà nó cứ nhanh được một đoạn sau nó ngắt, nhanh một đoạn sau nó ngắt. Hỗ ta được ban tặng lấy lâm bản ạ, hoài bão luôn đặt trên các bạc ạ. Pack hà nhét dầu, vào trong hẹ phòng, và ta lưa đi quay thủ đầu. Let's roll, chest all the way, bọc ta. Chỉ lớn gấp nhau là giờ một tay gặp cầu trà. Disrespectful clones, lạ chứ quay sau ta đậm. Nói chung là cái phần rap này nó không phải là không hay đâu anh em, nó được nhưng mà nó chưa phải gây quá nhiều ấn tượng đâu đấy. Nhưng mà cái mình mà nói là video này hút thuốc hơi nhiều ấy, hãy quay từ đầu đến cuối cứ thấy cầm điếu thuốc ạ. Đấy, nói chung vẫn có chất ngông
vẫn là cái ngông của tech. Mình thì mình với quan điểm cá nhân mình thôi nhá, là mình vẫn muốn tech cần cần trưởng thành, vẫn ok, vẫn theo màu này, vẫn cách quay MV này, vẫn cách tạo ra những, nhưng mà phải trưởng thành hơn. Tức là anh em cứ nghĩ đơn giản là ngông nghênh, nhưng mà phải đàn ông ngông, sự ngông nghênh của đàn ông anh em, chứ không phải ngông nghênh của một thằng con trai. Đấy, vấn đề nó nằm như thế. Ngông nghênh của một thằng con trai thì người ta sẽ gọi là trẻ trâu đấy anh em, đấy, ngông nghênh của một người đàn ông thì nó khác. Đấy. Cho nên là, nhưng mà vẫn phải công nhận nể tách ở chỗ là quay trở lại, nhưng mà vẫn tạo được một cú hích. Mình thấy một ngày trước mà 133.000 lượt xem rồi. Tất nhiên là nhiều người sẽ có những quan điểm trái chiều đấy anh em. Bước qua nhanh từ lâu. Anh em biết quan điểm trái chiều, tất nhiên là có người sẽ bảo hay, có người sẽ bảo là bình thường, có người sẽ bảo không hay. Nhưng mà anh em phải hiểu một chỗ là bất kể một sản phẩm nào, ít nhất đối với cá nhân mình nghe nhá, cái bài nào mà cứ làm mình nghe đi nghe lại nhiều lần và nghe một phát cái cảm thấy nó hay luôn ấy, thì thật anh em, bài đấy không phải là mình tự hào, mà mình tin chắc là nếu mà mình lại cảm thấy như thế thì rất rất nhiều anh em cảm thấy như thế, và bài đó chắc chắn là bài hit đấy anh em. Đấy, tức là cái bài người ta vừa mới nổi nhạc lên hát vài câu thôi đấy, còn những cái bài thể loại kiểu này ấy, ok, cái đoạn rock nghe cũng rất là hay, cái đoạn rock chắc là cái đoạn hát rock là mình cảm thấy hay nhất đấy, chứ còn nếu mà không có đoạn rock mà hát từ đầu đến cuối, rap từ đầu đến cuối như thế này thì mình nói thật nó sẽ bị vỡ bài luôn. Anh em cứ Từ nghe biết. nước vào đêm mà suốt cả ngày đi cướp lại hay được, nếu đây là mơ ước của mày thành câu rồi. Biết sao cho vừa, người ta cứ nói. Biết sao cho vừa, người ta cứ nói sống sao cho vừa. Nói thiệt là nói chi mà về, nói chi mà về, cứ bỏ ngoài tai. Nhưng mà phải nói cái pha này này, pha này vẫn hy sinh về vì vì nghệ thuật đấy, kiểu đốt lửa này, kiểu chắc là đốt thật luôn đấy anh em, chắc là đốt thật đấy, mình nghĩ vậy chứ chắc là không 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 ghép đâu, phải đốt thật để quay đấy, rất rất rất, rất chịu khó hy sinh ấy. Nói chung ok, nói chung là mình thì mình không ghét ai cả, cứ chúng ta là khán giả đúng không anh em, chúng ta là người nghe, chỉ mong là nền âm nhạc, nền rap của Việt Nam nó phát triển vươn tầm thế giới, và luôn luôn phải ủng hộ các bạn trẻ này làm ra những sản phẩm thật hay, thì thứ nhất là chúng ta thưởng thức này, thứ hai là vươn ra thế giới, niềm tự hào của chúng ta, của Việt Nam đấy. Ok, vẫn đang đứng thẳng sóng ra. Nói chung cái phần rap của Tech thì mình không không biết nói gì hơn, nó bình thường quá, bởi vì mình là một người nghe rap khá là nhiều nên mình cảm thấy nó khá bình thường. Còn về nội dung thì anh em cũng biết rồi, gần như là diss hater thôi, gần như là nói về hater thôi đấy. Nhưng mà mình vẫn thích cái câu nhất là chó sủa người đi đấy, thì đúng mà, chó sủa thì người phải đi thôi, không đi nó cắn chết rồi đấy anh em. Đấy thì chắc là ý nghĩa của câu này nó cũng tựa 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 như thế. Còn về MV thì ok, MV hay, MV chịu khó đầu tư đấy. Rất là chịu khó đầu tư. Mình cũng thích thích kiểu quay, cách setup MV này của Tech. Yes. Ok anh em, thì mình cũng không biết nói gì nhiều hơn đâu. Nhưng mà để nói xét về tổng quan bài này thì tức là có nhiều cái nó hòa hợp với nhau, từ hard rock này, có đoàn rock vào này. Chắc là đoàn rock này cũng là gần như là đoàn hook của bài đấy đấy. Rồi phần rap, rồi cộng thêm cả MV nữa anh em ạ, tức là phải xem cả MV nữa thì mình mới cảm giác là nó hòa quyện lại, là tạo lên một cái bài nó rất gọi là ok đấy. Còn để nói mà chia từng phần, để nói phần rap thì mình thấy bình thường đấy, còn MV và phần hard rock tuyệt vời. Nói chung là từ cái lúc mà đoạn hard rock nổi lên cái là mình nghe phát nó khác hẳn luôn đấy. Ok anh em, thì mình đã reaction xong bài Biết Đâu Mà Lần của Rau, đúng không? Rau chắc là người hát rau. Và Tách
chắc là sẽ không bàn luận gì thêm, nhưng mà vẫn sẽ mình cũng là người từng 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 là người rất rất thích tách, bởi vì từ khi nghe bài lớp 13, cái bài đấy mình nghe nghe lại nhiều lần luôn, từ lúc mà biết biết đến ấy thấy. Thì ok, lời nói đầu là cảm ơn, mình đã nói rồi. Lời nói thứ hai là mọi người đừng quên hãy cho mình một lần đăng ký, một lần like, và anh em hãy comment ý kiến anh em ở dưới anh em nhé. Ok anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.